Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Phương xin kính chào quý vị đến với chương trình Từ Ấn Pháp Âm. Và hôm nay chúng ta cùng chào đón Ni Sư Trúc Hiếu đến từ Bakerfield. Và con xin kính chào cô. Chào Phương, chào tất cả quý vị đang xem chương trình. Thường á, là chị Như Ý sẽ lên ngồi talk show với cô, nhưng mà chị đang có công việc. Thì hôm nay con cũng... hầu như là cô làm với bên cái chương trình này cũng rất là lâu rồi, nhưng mà hình như đây là lần thứ ba con được lên nói chuyện với cô. Dạ. Thì mấy hôm nay thì thời tiết nó cũng bắt đầu chuyển qua mùa hè rồi, thì không biết trên khu vực của cô nó còn nóng không thưa cô? Có, mấy ngày nay trời vẫn nóng 90 độ. Dạ. Thời tiết nó nóng nhưng mà tối với sáng thì vẫn lạnh. Dạ. Thì thời tiết mà thay đổi như vậy thì cô thấy như thế nào cô ha? Thì vẫn tối nó hơi nóng đó, nó cũng hơi khó chịu, tại ban ngày nó nóng nhiều, cái tối nó hơi nóng. Khuya khuya một chút bắt đầu mới lạnh. Nhưng mà mở máy lạnh thì chưa dám mở, tại vì mở là kéo nguyên cái nguyên cái central air đó. Nguyên cái nhà luôn, cho nên là chịu khó một chút. Thì bởi vậy nhiều khi mình mới nói á, con người mình nhiều khi nó cũng ngộ cô ha. Khi trời lạnh á thì mong cho trời nó ấm ấm lại, mà khi mà trời bắt đầu ấm mà bắt đầu nó nóng lên đó thì nó trời sao mà khó chịu quá, làm cho người mình nó cũng hơi muốn là thời tiết làm sao á cho nó vừa với bản thân mình. Đúng là nhiều khi mình nói á, con người nhiều khi cũng không biết khi nào gọi là vừa đủ cho bản thân, đúng không thưa cô? Đúng. Thì hôm nay thì chủ đề hôm nay á thì Thanh Phương cũng như là cô Trúc Hiếu sẽ nói về tác hại và cách ngăn chặn của lòng tham. Thì giống như là câu dẫn vô mà Thanh Phương cũng vừa nói, thì con người chúng ta thì luôn có nhiều cái niềm mong muốn, nhưng mà chúng ta không biết đâu là điểm dừng. Thì kính nhờ cô hôm nay có thể giảng cho chúng con hiểu hơn về cái tác hại và cách làm thế nào để mình biết đâu là đủ, thưa cô. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì đương nhiên nói cái tham thì chắc ai cũng nói rằng ố cái chuyện đó biết quá rồi, dễ quá. Tham là ai không biết. Nhưng mà thưa quý vị, nói thì nói vậy nhưng mà nó nhiều cái chi ly, nhiều cái tế nhị, nhiều cái từ thô cho tới tế, tất cả nhiều khi chúng ta không để ý là nó dễ lôi mình đi lắm. Không có ai nhắc lại, không có ai chỉ cho mình thấy là nó cứ thế nó dẫn mình đi. Cho nên là chúng ta rất rất cần để mình để ý. Thì hôm nay muốn chia sẻ với quý vị những cái điều mà Phật dạy về những cái nguy hại của lòng tham, và qua đó sẽ có những cái phương pháp nào để mình ngăn chặn cái lòng tham. Thưa quý vị, cuộc đời này chúng ta thấy rồi, đa phần con người chúng ta khổ, dẫn tới tan nhà nát cửa, dẫn tới cá nhân bị tổn hại, gia đình bị tan nhà nát cửa, xã hội bị ảnh hưởng, rồi môi trường cuộc sống bị ảnh hưởng rất nhiều, tất cả là hầu như là từ lòng tham của con người. Nhưng mà nhiều khi mình không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi đâu có tham đâu. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị cứ về thử đi, mình thử coi là mình tham tới đâu. Tức là ví dụ quý vị đi thử ngoài đường, quý vị gặp một cái 10.000 đồng đi, quý vị có khởi một cái tâm niệm muốn lấy hay không, thì mình biết mình tham hay không. Hoặc là quý vị nhất là đi cảnh chùa, những cái nơi đông người, những cái nơi thấy những cái đôi dép đẹp vẫn bị mất như thường, những cái đó nhỏ nhặt thôi, mình nghĩ mình không có tham, cái đó là nhỏ. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, nó cũng thể hiện cái lòng tham nhiều lắm. Thì cho nên trước hết thì chúng ta có thể hiểu tham nghĩa là gì. Thưa quý vị, tham có nghĩa là một cái sự ham muốn cho cá nhân mình mà ham muốn quá độ. Tại vì cuộc sống này không ai mà không có ham muốn hết. Mình muốn đúng, mình muốn chân chánh thì nó không phải là tội lỗi. Nhưng mà cái muốn nó vượt quá khả năng, vượt vì cá nhân, cho vì cá nhân mình thôi, mà vượt quá khả năng, vượt quá những cái gì mình khả năng mình có, thì cái đó gọi là tham. Thì biểu những cái mức độ của lòng tham nó thể hiện ở hai điều. Thứ nhất đó là tham lam, và thứ hai là gian tham. Thì theo Phương có thể hiểu được, nếu cuộc đời này nhắc cái đó nhiều lắm, thì có thể hiểu được hai cái từ tham lam với gian tham nó giống nhau hay khác. Theo con thì tham lam thì đôi khi mình thấy cái đó là mình thấy một cái gì đó mà mình thích quá thì cái lòng tham mình nó nổi lên tại thời điểm đó thôi. Còn gian tham thì nó đã có và mình nuôi dưỡng nó từ ngày này qua ngày nọ,
nó tích tụ rất là nhiều rồi thì con nghĩ nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Thưa quý vị, thì đúng là tham lam và gian tham nó khác chứ không phải giống. Thì tham lam có nghĩa là gì? Tức là khi mình thấy một cái gì đó mình thích, ví dụ mình thích làm, mình thấy một chiếc xe của người đó tốt, mình muốn mình về cố gắng làm ăn, mình đạt cho được để mình mua chiếc xe giống, mình mua một chiếc xe giống người bạn của mình. Cái đó là tham lam. Tại vì mình cố cho được. Rồi mình thấy một người nhà kế bên có căn nhà đẹp thì mình cố cho được, mình tự về cố gắng, mình không làm tổn hại ai hết. Tự bản thân mình cố gắng, mình cố gắng để mình đạt được thôi. Nhưng mà cũng quá sức, mình vượt, mình quá chịu đựng, mình cố gắng nhiều quá. Cái đó gọi là tham lam. Còn gian tham là gì? Thưa quý vị, gian tham tức là khi mình thấy cái gì đó mình thích, mình cố, mình tìm cách mình hại người đó để mình đạt. Ví dụ quý vị thấy cái cảnh này ở ta, chúng ta thấy rất là nhiều. Có những người đang cầm điện thoại, có người chặt nguyên cánh tay vì một cái điện thoại thôi, mà bị chặt nguyên cánh tay để lấy cái điện thoại. Rồi có những người là họ chỉ một cái chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng mà họ làm tổn hại rất là nhiều. Cái đó là gian tham, tức là hại, gian xảo mà. Tìm cách mưu mô xảo quyệt để hãm hại người khác để đạt được những gì mình mong muốn. Cái đó gọi là gian tham. Thì trong giới, năm giới của người Phật tử tại gia, Đức Phật cấm gian tham trộm cắp. Chứ không phải là cấm tham lam trộm cắp, mà cấm gian tham trộm cắp, tức là hại người để đoạt lợi cho cá nhân mình. Thì trong trong cổ tích Phật giáo cũng có một cái chuyện rất là hay, rất là ý nghĩa. Tức là có hai ông bạn với nhau. Một ông thì nhà cửa rất là đẹp, một ông bên kia nhà cửa bình thường thôi. Thì thấy người bạn mình có nhà cửa khang trang, làm ăn khám khá, nhà cửa đẹp đẽ, thì ông này mới khởi lòng tham, tức là gian tham đó. Tại nếu mà tham lam á, thì ông tự cố gắng để ông vượt lên thì cái chuyện đó bình thường rồi. Nhưng mà cái này gian tham nó còn nguy hiểm hơn. Tham lam cũng có hại nghe quý vị, chứ không phải không có. Nhưng mà gian tham nó nghiệp quả nó nặng hơn, nó nguy hiểm hơn. Thì cái tham chúng ta tìm hiểu cả hai, tham lam và gian tham. Thì cái chuyện này cho chúng ta thấy là cái gian tham nó dẫn đến cái hậu quả nguy hiểm. Tức là ông này mới tìm cách không biết làm sao để được căn nhà này. Cái ông mới nghĩ ra một cái mưu kế là dụ con, những đứa con trai của ông này bài bạc để mà chiếm đoạt căn nhà mà. Dụ những đứa con trai của người bạn mình bài bạc. Mà khi những đứa con trai này sa ngã vào bài bạc thì bắt đầu sanh ra nợ nần. Sanh ra nợ nần phải đành phải, ổng phải siết căn nhà để trừ nợ. Thì ông này cuối cùng từ cái lòng gian tham đã đạt được căn nhà của người bạn mình. Và người bạn đã giống như là uất ức quá, và cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, chết vì hộc máu mà chết. Thì ông này ổng nghĩ rằng cái chuyện đó là tại con ổng mê bài bạc chơi. Nhưng mà thưa quý vị, nó cũng có cái hậu quả. Và ông này từ cái nghiệp quả ổng gây như vậy, cho nên thời gian sau con cái của ông cũng tán gia bại sản, hại gia đình người bạn tan nát. Thì cuối cùng bản thân ông cũng tán gia bại sản, cũng không còn gì cả. Và ông cuối cùng cũng ngã bệnh và chết. Thì thưa quý vị, đó là cái nghiệp quả nhãn tiền, tức là cái gian tham nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà tham lam nó cũng không kém phần quan, cũng không kém phần nguy hiểm quý vị. Tại vì cái gì mình muốn, cái gì mà vừa sức vừa khả năng của mình thì cái đó tham đúng, tham được, tham đúng. Nhưng mà vượt quá cái sức của mình thì nó sẽ dẫn đến nguy hiểm cho mình, cho người thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Nhiều người ví dụ vì tham gì, tham buôn bán gỗ cho nhiều, cuối cùng đi sát, đi chặt phá rừng cây. Là không có hại người, nghĩ rằng nó không hại người khác nhưng mà thật ra nó tổn hại về môi trường thiên nhiên rất là nhiều. Rồi vì tham những cái mực của con trăng gì đó thì đi hủy hại biết bao nhiêu con vật, những con thú vật, những con động vật nguy quý hiếm. Thì vì tham những cái gì đó quan trọng của những con thú đó mà giết hại biết bao nhiêu. Thì mình nghĩ rằng mình không giết hại người, nhưng mà thưa quý vị, đó là những cái mình tham lam quá mức để rồi dẫn tới nguy hiểm rất là nhiều trong cuộc sống. Thì cái tham, những cái tham này nó biểu hiện ra thứ nhất á, là thưa quý vị, là thứ nhất là gì? Đó là bần cùng sinh đạo tặc. Quý vị thấy có như vậy, có đó quý vị, bần cùng sinh đạo tặc. Chú Hiếu có đọc một cái mẫu chuyện ở Đài Loan, có một người
phụ nữ này chuyên đi ăn cắp vặt thức ăn ở mấy cái nhà hàng, ăn cắp về ăn. Thì những cái nhà hàng đều có camera hết, và cuối cùng họ đã kêu cảnh sát đến để bắt cô này. Và cảnh sát đã cảnh cáo, cảnh báo, cảnh cáo rằng phải chỉ được ở nhà, không được ra khỏi cái vùng của nhà mình. Có nghĩa là chỉ phạt như vậy thôi. Và mấy tháng sau cũng không ai thấy cô này đâu hết. Và cuối cùng 3 tháng sau thì người ta mới phát hiện ra cô này đã chết tại nhà vì đói. Thì lúc đó người ta mới ân hận, tại vì từ cái bần cùng mà sinh đạo tặc. Nhưng mà cái chuyện này thì để cũng để theo như Phương thấy là mình làm như vậy có đúng hay không. Là một người họ có tham đó, đi tham lam là đi trộm cắp đó, gian tham đó, có trộm cắp, nhưng mà cái người ứng xử như vậy có đúng hay không? Dạ, thường thì con thấy cái cách mà khi mà họ phạt đối với những người mà có mà đi ăn cắp vặt á, thì họ chỉ cấm trong phạm vi bao nhiêu km để mà không được đi ra khỏi khu vực đó thôi. Nhưng mà ít ra thì không cấm họ, tại vì nếu mà ở trong trong nhà trong vòng bao nhiêu lâu đó thì họ lấy cái gì họ ăn. Thì nhưng mà cái người mà khi mà ra cái hình phạt đó họ không có nghĩ tới. Thành ra con nghĩ là cái hình phạt đó thì cũng hơi quá đối với cô gái này. Dạ thưa quý vị, thì đúng là như vậy đó. Tại vì khi mà người ta biết ra cái chuyện đó thì họ đã hối hận. Những cái việc mình làm nó hơi đi quá xa. Thì cuối cùng cô này không phải tại sao mà không tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà cô đi ăn cắp như vậy. Nghĩ rằng cô này tham lam đi ăn cắp trộm. Nhưng mà cuối cùng là mới phát hiện ra là tại vì cô không có thức ăn, cô không có khả năng đi làm được. Cho nên cuối cùng cô này chết vì đói. Thì cái đó là một trong những cái nguy hiểm. Cái biểu hiện lòng tham thứ nhất đó là bần cùng mà sinh đạo tặc. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, các mình coi mình có nằm trong những cái trường hợp tham đó không? Thứ hai đó là gì? Tức là không ngăn chặn được những cái ham muốn của mình. Có những người á, khởi lên một cái lòng ham muốn, ví dụ họ đi ra đường, tới nhà một người bạn thấy một cái trái cây gì đó ngon, tự nhiên khởi lòng tham muốn muốn lấy về cho con, cho vợ, cho cháu của mình, cho chồng của mình. Nhưng mà nghĩ lại không được, cái này là tham. Họ chặn lại được, nhưng mà có những người không chặn được. Thì cái biểu hiện đó là biểu hiện lòng tham. Nhiều người nghĩ đơn giản, có nhiều vị, quý vị biết là nhiều khi tới chùa lại thấy trên bàn Phật á, trái cây ngon quá tự động nó con xin Phật lấy bỏ vô túi đem về. Nghĩ cái đó không phải là tham, mà thật ra cái đó là tham đó. Cái đó còn có. Tại hồi mà khi còn mà con mới biết tới chùa, mà khi còn nhỏ thì mới có học lớp 7, lớp 8 mà khi tới chùa thấy trái cây trên Quan Âm ở ngoài bàn thờ Lộ Thiên ở Việt Nam á cô, thấy là cứ lấy về ăn à. Cứ nói là ồ đồ chùa mà, cái tư tâm lý vậy. Rồi sau này á mẹ con mới nói là không được, đồ chùa nhưng mà phải xin, chứ không phải là đồ chùa muốn lấy gì là lấy. Thì từ đó mới sao là biết là mình không nên. Đó quý vị thấy đó, thì tức là cái đó là mình còn nhỏ thì không nói gì, nhưng mà nếu là cha mẹ là người lớn phải dạy con. Tại vì tuổi trẻ cái lòng tham tức là nó không phải là bản chất tự nhiên của một con người, không phải. Tại vì nhưng con người mới sinh ra bản chất nó vốn thiện. Nhưng mà tại vì cuộc sống, vì những cái đòi hỏi nhu cầu của cơ thể, của cá nhân mỗi con người, nó khiến cái lòng tham càng ngày càng tăng trưởng. Thì cho nên là cha mẹ chúng ta phải giáo dục con cái mình ngay từ nhỏ, làm sao để chặn đứng những cái ham muốn quá. Phải biết chặn đứng những cái ham muốn của mình. Cho nên cái biểu hiện thứ hai của lòng tham đó là không thể ngăn chặn được những cái lòng tham của mình, nhiều những cái lòng tham của mình. Cho nên khi quý vị biết mình khởi lên một cái lòng tham, ví dụ muốn làm một cái chuyện gì đó mà vượt quá, mình phải biết dừng lại, biết chặn lại. Cái đó chúng ta thành tựu, thành công. Còn nếu chúng ta cứ nói ô cái tham này đâu có sao đâu, cái tham này đâu có sao, cái này là tốt cho mình, cái này là để lợi cho mình. Nhưng mà lợi cho mình, nhưng mà để rồi cuối cùng mình chạy quá đà. Cho nên khi những cái lòng tham nó khởi lên như vậy thì quý vị phải biết chặn lại. Thứ hai, biểu hiện của lòng tham đó là không biết ngăn chặn những cái sự ham muốn của mình, vì cái sự ham muốn nó mà dẫn đến bao nhiêu là hậu quả. Cho nên là quý vị biết là có cũng những người này do không biết ngăn chặn. Là trong kinh điển Phật có kể một câu chuyện là Đức Phật đang đi với A Nan trên đường khất thực. Thì đang đi đường thẳng như vậy thì Đức Phật tự động bước lên cỏ để đi, Ngài không đi đường thẳng. Ngài không đi trên đường mà Ngài bước lên cỏ.
Thì lúc đó ngài A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn là: ủa, tại sao Đức Phật ngài không đi trên đường mà lại đi lên trên cỏ? Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nói: phía trước có giặc. Thì khi ngài nói như vậy, và Đức Phật mới nói rằng ở sau có ba người đang có thể là bị thế nào cũng bị giặc, bị gặp những cái những tên giặc này. Thì lúc đó A Nan với Đức Phật để ý thử, thì đúng là thấy ba người đàn ông đi tới và họ đã phát hiện một túi vàng ở trên đường. Khi mà gặp túi vàng, ba người này rất là mừng và họ sai, họ bàn tính, họ mới chỉ cho một ông, hai ông ở lại giữ túi vàng, còn một ông nói bây giờ đi ra chợ mua mồi về nhậu ăn mừng, tức là có được túi vàng. Thì cái anh này trên đường đi, anh mới suy nghĩ, bắt đầu cái lòng tham khởi nè, tại vì anh vì không biết chặn lại nè, anh này mới nghĩ rằng bây giờ mình đi ra chợ nhân tiện mình phải mua thuốc độc về cho bỏ vào trong thức ăn để cho hai cái người đó ăn rồi họ chết để một mình hưởng trọn. Còn hai người kia ở nhà thì mới bàn tính ở lại giữ vàng đó, mới bàn tính rằng là thôi bây giờ chị, nếu mà thêm một cái thằng đó nữa, ba người thì chia ra nó ít, bây giờ mình canh, mình núp đi, khi ổng vừa về tới đây thì mình giết, để còn cái vàng này chia hai thôi, nó nhiều hơn. Thì thưa quý vị, khi đó là anh này bắt đầu, hai người này núp vào trong bụi. Thì khi anh này đang hí hửng là chuẩn bị nè, trên đường về, thức ăn đã tẩm thuốc độc rồi đó, trên đường về, vừa về tới nơi thì hai người này lao ra để đâm chết người bạn của mình. Thì khi đâm chết rồi, hai người này ăn mừng, nhảy vào ăn thức ăn, ăn xong ba người đều chết. Thì quý vị mới thấy đó, cái tham thì thâm là chỗ đó đó quý vị. Tức là không biết, từ tham mà chuyển đến thâm, tức là không biết ngăn chặn những cái ham. Khi mà thấy cái gì lợi trước mắt, chắc chắn chúng ta dễ dàng khởi lên một cái lòng tham. Nhưng nếu chúng ta biết học Phật Pháp, biết nhìn nhận vấn đề, chúng ta biết dừng lại đúng lúc, thì chúng ta sẽ không có những cái hệ quả, những cái hậu quả nghiêm trọng như vậy. Lúc đó nếu mà ba người, cho dù có khởi lên đi, con người mà khởi một chút tham, nhưng mà chúng ta biết ngăn chặn lại, thì chúng ta sẽ được bình yên. Nhưng mà tại vì không biết ngăn chặn, cho nên mới dẫn đến cái hậu quả rất là nguy hiểm như vậy. Khi mà cô kể và con cũng liên tưởng, trong cổ tích Việt Nam cũng có cái là ăn khế trả vàng á, vì may túi ba gang á. Thì người em á thì may cái túi ba gang, thì cái con chim nó chở thì chỉ mang được nhiêu đó thôi. Người anh thì tham, thì may cho to rồi lấy cho nhiều, cuối cùng lại chết. Nó là một cái câu chuyện, nói chung là nó cũng nói về lòng tham lắm thưa cô. Đúng rồi, cái đó là tham muốn quá đó quý vị. Anh kia vẫn có túi vậy, nhưng mà túi đúng thôi, ba gang thôi. Nhưng mà anh này tại vì vượt quá cái đó cho nên cuối cùng nó khổ, cuối cùng nó chịu hiệu quả những cái nghiệp quả như vậy. Cho nên trong cuộc sống này nhiều lắm, mà nhiều khi chúng ta chỉ bình thường, chúng ta cứ thấy cái chó là bình, cái đó là bình thường, cho nên mình không quan tâm, mình không để ý tới. Nhưng mà khi mình gặp cái cảnh rồi, mình không chặn đứng được cái lòng tham của mình. Thì cũng giống như là hồi trước đây á, cách đây 1 năm mà khi mà dịch Covid á, thì trong đài con cũng có đi, có mấy chiếc xe truck á, đi phát đồ rau quả tươi á, đi tới mấy cái chỗ mà khu mà dành cho người người Việt Nam mình ở trên đường Busa. Thì cũng đi tới, thì giống như thay vì mình lấy vừa đủ cho nhà mình ăn, mình có thể lấy thêm cho người khác. Nhưng mà đây cái gia đình đó là ba người, ra lấy thì chỉ có ba người thôi. Họ lấy rất là nhiều thứ, thứ gì họ cũng lấy hết, nhưng mà ăn không hết. Tại đồ tươi mà rau củ tươi thì ăn không hết thì nó cũng sẽ bỏ. Nhưng mà hầu như là con thấy cái đó là trong lòng của mỗi người thấy nhiều quá là ai cũng sẽ nổi lên một cái gì đó, họ muốn lấy thêm, lấy thêm. Nhưng mà đôi khi họ không biết họ lấy thêm, họ dùng vào vấn đề gì. Họ cũng không đi săn sẻ với ai hết, họ chỉ nói họ lấy cho về nhà họ, cho họ dư đủ ra. Nhưng mà họ không biết họ quá dư. Đó, cuối cùng chúng ta thấy là nó không có lợi, không có lợi gì hết, mà cuối cùng mình phải đi đổ. Như vậy vô tình mình mang cái nghiệp quả. Cho nên những cái nơi mà giống như nhận những cái quà từ thiện, trong việc quý vị, nhiều người đi ra một lần đánh dòng rồi đi ra lần hai, đánh dòng đi ra lần ba, cái lòng tham, mà trong khi cái số lượng người ta chỉ cho đủ rồi. Cho nên cái tham nó rất là nguy hiểm, mình biết chặn đứng cái lòng tham nó sẽ tốt, còn nếu không là nó dẫn mình đi 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 xa lúc nào không hay, và nó đưa đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Trong cũng có một cái chuyện rất là thiết thực, tức là một ông này cũng từ cái lòng tham quá độ đó.
cái dân đó, cái vùng đó là bị hạn hán lâu năm đó quý vị, cho nên bị mất mùa, không có gì sinh sống, mọi người kéo nhau đi qua vùng khác để sống. Thì có một cái ông đó, trong nhà ông gom được, ông cũng đi lánh nạn nhưng mà ông gom được có một cái bao, gọi là bao, một bao khoai lang. Yeah. Một bao khoai lang ông đi, thì vác một bao khoai lang đi để kiếm trên sống, để sinh sống trên đường để tới một cái nơi khác đó. Thì đang đi thì cũng gặp hai cha con, một người này cũng đang vác một cái bao rất là nặng. Hai người, hai cha con đều vác một cái bao rất nặng. Và khi đến hỏi thì hai cha con biết ông này đang vác một cái túi khoai lang, thì người cha mới nói rằng con của tôi rất là đói, ông có thể cho nó một củ khoai lang nó ăn đỡ đói được không? Thì ông này không cho, tại vì ông cứ nghĩ rằng là bây giờ nó hạn hán, không có gì ăn, mình phải ráng giữ. Và ông không cho. Thì thưa quý vị, khi mà ông không cho rồi á, là ông này mới tìm cách nói thôi bây giờ mua đi, bây giờ đổi được không? Đổi, tôi có vàng này, bây giờ đổi khoai lang lấy vàng đi. Thì lúc đó ông này mới nhìn bao vàng là ông thấy ông lóa mắt rồi. Tại cuộc đời ông quá nghèo mà chưa bao giờ thấy vàng như vậy. Và ông mới nói rằng bây giờ tôi chấp nhận đổi ít, tôi không đổi, đổi nguyên bao khoai lang lấy bao vàng. Tại vì cái lòng tham nó khởi lên rồi. Thì ông nói như vậy và hai cha con đồng ý liền. Tại vì lúc bây giờ quá đói, cái đói nó quan trọng hơn cái túi vàng. Và ông này đã chấp nhận lấy túi khoai lang. Và hai cha con này sống sót đi qua một nơi khác. Còn ông này vác túi vàng đi dọc đường, không có cái gì để mua. Nghe, xin lỗi quý vị, cỏ cũng khô luôn, không có cỏ để ăn nữa. Cho nên cuối cùng ông này chết trên đống vàng. Tại vì không có một cái gì để ăn, không uống, đâu có gì đâu để bán. Không còn ai bán, tại họ đã kéo nhau đi hết rồi. Ông này đi chưa được ra khỏi cái vùng hạn hán thì đã chết rồi. Thì khi chết xuống, Diêm Vương á, ông mới trách là tại sao mà không công bằng. Thì Diêm Vương mới nói rằng cũng tại ông đã cho một con đường sống, thay vì vậy thì mình đổi nửa bao thôi. Tại cái lòng tham quá mức, thì sao đổi nửa bao khoai lang thôi, lấy nửa bao vàng được rồi, tham quá cuối cùng nó mới khổ. Thì Diêm Vương mới cho ông một cái cơ hội để sống, để tái sanh một kiếp khác. Và nói rằng tôi cho ông hai lựa chọn, một là hưởng thụ, hai là làm để sinh sống. Thì ông nói rằng thôi đời tôi khổ rồi, tôi muốn hưởng thụ. Thì khi 30 năm trời ông sống vất vả, khi chết xuống ông lại trách Diêm Vương, nói Diêm Vương gạt tôi. Tại sao ông nói tôi được sống lên hưởng thụ, trong 30 năm trời tôi chỉ là người đi ăn xin. Thì lúc đó Diêm Vương mới nói rằng cũng tại ông chọn, nó là chỉ chọn được hưởng thôi, thì ông đi ăn xin ông cần không cần phải làm, thì ông xin ăn được rồi. Còn nếu ông phải làm thì ông được cái khác, mà được từ tay mình làm ra. Thì Diêm Vương nghĩ rằng thưa ông này, cho ông thêm một cơ hội cuối, tức là cho đầu thai. Bây giờ nói, bây giờ cho ông hai lựa chọn, một kiếp cuối cùng, tức là một là quản lý, bảo coi sóc, chăm sóc một cái mảnh đất lớn, một cái vùng đất rất là lớn, rộng lớn. Hai là chăm sóc, coi sóc một cái núi vàng. Thì ông chọn cái nào? Thì thưa quý vị, lòng tham ông vẫn còn. Và ông khởi lên, ông nói liền, ông không cần suy nghĩ, nói liền là tôi chọn núi vàng. Thì thưa quý vị, lúc đó ông đi theo cái núi vàng, và Diêm Vương mới hiểu, mới lắc đầu, mới nói rằng nếu giá như ông này mà chọn cái mảnh đất, tức là ông được làm quan rồi, coi sóc một mảnh đất lớn, một vùng đất lớn, là ông sẽ được làm quan. Nhưng mà tại vì tham túi vàng, cuối cùng làm con chuột nằm trong hũ nếp. Thì có ăn hết cuộc đời cũng bây giờ, có hết hũ nếp thì cuối cùng làm thân chuột khổ sở. Thì thưa quý vị, mới cho thấy là cái lòng tham rất là nguy hiểm. Cho nên cái biểu hiện cái lòng tham, cái thứ hai đó là không ngăn chặn được những cái thói, những cái lòng tham của mình khởi lên. Cái thứ ba biểu hiện cái lòng tham đó là gì? Đó là thói quen. Có những có thói quen quý vị. Thói quen nhìn cái gì cứ nói rằng ôi tôi quen thích, là thích thấy cái gì của là thích, cái gì thích là thích lượm đem về, cái gì ra ngoài đường cứ nghĩ rằng nó nằm bên ngoài, thích là cứ lấy đem về. Cái thói quen đó từ từ mình không chặn nó lại, nó từ từ nó tăng lên. Mình lấy được những cái ở ngoài đường được thì từ từ mình sẽ lấy được những cái của những người khác. Cho nên cái thứ ba, cái biểu hiện lòng tham, nhiều khi mình nghĩ đó là không tham nhưng mà đó là tham đó quý vị. Cho nên là quý vị phải để ý. Đây là những cái kinh nghiệm, những cái chi tiết trong giáo lý nhà Phật để chỉ cho chúng ta thấy. Cái thứ ba đó là thể hiện là những thói quen hàng ngày. Biểu hiện ra những thói quen hàng ngày.
Quý vị có thói quen, nhiều người có thói quen cứ nghĩ rằng đó không có gì đâu, thấy cái gì hoặc là quý vị cứ thấy một cái gì đó đẹp đẹp thích thích là cứ nó lượm mang về. Quý vị phải chặn đứng những cái đó. Con thấy cái thói quen hàng ngày đó là như là nó xuất hiện rất là nhiều trong cái cuộc sống hiện tại. Giống như là cách đây tuần trước con có đi một cái party của một cái sinh nhật của người bạn. Thì đi tới đó thì không, nói chung là người ta không phải là người ta quá thiếu thốn, nhưng mà hình như là giống như cô vừa giải thích cho tụi con nghe là cái là thói quen, thấy cái gì, thấy đồ ăn, cái gì cũng muốn lấy về, lấy đem về cho người thân mình, hoặc lấy đem về để dành, hoặc là mình thích cái thứ đó quá rồi lấy để dành, sợ người ta ăn hết. Thành ra tiệc thì đang vẫn còn, khách thì chưa tới, mà mọi người cứ cầm hộp ra, cứ to go về. Thì nó gây ra một cái hình tượng là rất là phản cảm. Những cái người tới đó giống như bản thân con tới, thấy người ta làm như vậy, mình cũng không dám tới lấy ăn nữa. Mình cảm thấy nó kỳ cục quá, thôi thà để bụng đói về nhà ăn mì gói. Chứ còn mình thấy đó là một cái thói quen mà mặc dù sau tiệc thì đồ ăn vẫn còn, nhưng mà thì vẫn họ vẫn cứ lấy. Đó cái là thói thói quen. quen đó quý vị. Nếu như chúng ta không có chặn đứng nó, từ từ chúng ta sẽ tham những cái lớn hơn. Cho nên là cái biểu hiện thứ ba đó là thói quen, coi mình có nằm trong những cái trường hợp đó hay không. Mình phải chặn đứng, mình thấy mình có như vậy thì mình phải chặn đứng lại. Cái thứ tư có biểu hiện của lòng tham đó là gì? Là hay keo kiệt, ích kỷ, ngã kèo cò ngã giá. Cái đó mình nghĩ rằng ô tôi trả giá để tôi không bị lỗ, nhưng mà đó là một chút lòng tham của mình. Vì tham cho nên mình mới kèo cò, mình phải trả giá cho được. Mình biết rằng nhiều khi nó đã rẻ rồi, nhưng mà nghĩ là rẻ thêm đồng cũng đỡ được đồng. Rẻ thêm 2 đồng cũng đỡ 2 đồng. Nhưng mà cái đó cũng là thể hiện một chút cái lòng tham của mình. Có những trường hợp người ta thách, mình vẫn trả vậy, nhưng mà vừa phải thôi. Nhiều khi mình đi quá, mình cứ thêm một chút 50 xu mình cũng cần trả. Để cho nó, thì cái đó cũng thể hiện cái lòng tham. Cái đó con thấy là xuất hiện nhiều nhất á, là đối với người nghèo á, đã nói là hay tụi con hay nói là đã nghèo rồi còn bị mắc kẹt á. Là mấy người mà giống như là rất là tội, có mấy bác già già hái trái mướp hay bó rau từ trong nhà đem ra bán, mà có nhiều người đi tới bó rau thì giống như kêu 5.000, không 4.000 thôi, hoặc 10.000 ba bó. Mà trong khi á, mình sẵn sàng mình ăn một cái món gì đó, hoặc là đi ăn nhà hàng chẳng sàng, sẵn sàng tip á, là 100-200 ngàn không tiếc, nhưng mà mua một bó rau á, mà chỉ có 1 đồng 2 đồng thì lại kỳ kèo với những người khó khăn hơn mình. Con nói là cái đó tâm lý xã hội hình như là hầu như xảy ra ở đâu cũng vậy luôn á cô. Nói chung là họ chèn ép được ai thì họ chèn ép, thì cái đó là tham đó quý vị. Nhiều khi mình nghĩ rằng cái đó không phải, nhưng mà đó là biểu hiện vì tham, mình muốn lợi cho mình hơn. Cho nên cuối cùng mình cứ kỳ kèo, mình ngã giá cho được. Để mình được cái mình mong muốn. Mình nghĩ rằng mình về hả hê, hôm nay tôi thắng, tôi ngã giá được cái đó rẻ, được 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng cho tới 10 đồng. Nhưng mà cái đó là thể hiện lòng tham. Cho nên biểu hiện lòng tham có những cái nó vi tế, mình nghĩ nó không phải là tham, nhưng mà thật ra đó cũng là một trong những cái tham. Con thấy cái chuyện mà lòng tham nó hình như là nó xảy ra thường nhật á. Con cũng nghe một người bạn của mẹ con cũng nói là đi vô mấy cái mall mà mua áo quần á cô, thì đồ sale á, thì ở Mỹ thì đâu có gắn camera giống như mấy chỗ khác mà có nhân viên đi kè kè sau lưng để coi mình mua cái gì. Ở đây thì đồ giống như là đồ mắc tiền với đồ rẻ tiền thì nó cứ trộn chung như vậy, thì ai lựa được cái gì thì lựa. Đôi khi có những cái áo đó nó để giá là 100 đồng, nhưng mà có cái kia nó để có 20 à. Thì có nhiều người á thì họ lấy cái tem của cái này đổ qua cái tem cái kia. Đó là vẫn có. Cái đó là tham quá quá mất quý vị. Là cho nên cuộc sống này chúng ta thấy, mình nghĩ rằng cái đó nhỏ nhặt thôi. Nhưng mà đó là cũng tạo nhân quả rồi, tạo nhân xấu rồi quý vị. Cho nên mình ngăn chặn được những cái nhỏ đó thì những cái tham lớn mình sẽ không có. Quý vị cứ nghĩ rằng ô mình đâu có tham để giết người, để lấy cướp của, mình đâu có tham gì đâu để tổn hại nhiều. Nhưng mà cái đó là cái tổn nhỏ nhỏ đó, từ cái nhỏ đó nó dẫn mình đi những cái tham lớn hơn và hại cho bản thân mình và cho người khác.
mà mình không thấy. Cho nên từng cái nhỏ nhặt đó chúng ta để ý thì chúng ta sẽ chặn được cái lòng tham của mình. Cái thứ năm của lòng tham, biểu hiện của lòng tham đó là gì? Đó là mình cố chấp bảo thủ những cái vật gì thuộc sở hữu của mình. Nhiều người nói, ủa nhà tôi bảo vệ, xe tôi bảo vệ, những cái vật của tôi dùng tôi bảo vệ. Nhưng mà thử ra, từ cái vị cố chấp đó, chỉ cần ai đụng tới lần sau là quý vị sân giận lên liền. Quý vị muốn chửi mắng, muốn đánh đập, muốn, tại vì mình quá chấp cái đó là của mình. Thì cái đó cũng một thể hiện của lòng tham. Mình cứ nghĩ rằng đó, như hồi nãy vừa nói quý vị, cứ nghĩ rằng những cái này của mình mà tại sao mình có quyền giữ. Nhưng mà vì cái giữ quá mức, mình chấp quá mức, cho nên đâm ra đó là cái lòng tham. Quý vị thử đi quý vị. Mình chấp rằng, mình nói rằng bây giờ cái bóp này của tôi nè, bây giờ ai đụng vô là chỉ cần làm dơ một cái thôi là quý vị sẽ sân giận lên liền. Còn mình để cái tâm mình nhẹ nhàng là tự động cái lòng mình nó nhẹ lắm. Mình sẽ không có khổ đau. Mình lỡ ai đụng cái mình nói thôi cái này giống như là vô thường mà, đâu có gì đâu, nó mất thôi, ai lấy mất cũng không sao. Hoặc chiếc xe mình mới mua đi, xin lỗi, mới mua về mà chỉ cần ai làm trầy một cái là lúc đó đau cả ruột, ngủ không được. Cái đó, trường hợp đó chúng ta bị nhiều lắm. Thì cái đó là cũng là tham đó quý vị. Nếu chúng ta vẫn tự tại nói thôi, xe cũng là những cái cuộc đời này cái gì cũng phù du hết, thì chỉ cần ai nó bị vô tình họ làm cái thôi, coi như mình sửa lại một chút không sao. Mình vậy tự nhiên cái tâm mình sẽ yên. Còn nếu mình cứ thủ cái đó là của mình thì tâm mình sẽ bất an. Nên cuộc đời này thưa quý vị là, và nhất là trong giáo lý nhà Phật có đề cập tới những cái vấn đề tham, đó là những cái biểu hiện của lòng tham. Một lát nữa sẽ chia sẻ quý vị những cái cách để chúng ta chặn đứng cái lòng tham. Mình có những cái cách nào để chúng ta chặn đứng. Thì nhất là trong giáo lý nhà Phật có đề cập tới năm cái tham căn bản mà trong cuộc đời này mà chúng ta thấy đó là gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tức là tiền tài, danh vọng, ăn uống, tài sắc, sắc đẹp, ngủ nghỉ, tài sắc, danh, thực và thùy, đó là ngủ nghỉ. Thì năm cái mà nó làm cho con người chúng ta xoay mãi trong cái vòng luân chuyển. Tài là gì quý vị? Tiền tài, danh vọng. Thì hồi nãy giờ có kể quý vị những câu chuyện đó, vì tham của, tham tài cho nên gây tổn hại rất là nhiều. Cho nên là có một, thưa quý vị, có một ông này là trong cái tiệm cầm đồ của ổng có một cái tượng Phật rất là đẹp làm bằng đồng. Thì một hôm một vị thiền sư mới tới, thấy cái tượng đẹp quá mới muốn hỏi để mua về thờ ở chùa. Thì vị này mới biết thấy thiền sư này rất là thích cái tượng đó, cho nên ổng đưa giá cao, ổng nói 5.000. Ổng còn khẳng định là giá cỡ nào có trả lên trả xuống cỡ nào cũng không bán. Ông cứ khẳng định giá 5.000. Thì thiền sư đi về mới kể các vị đệ tử. Các vị đệ tử mới nói, vậy thì có cách nào để mình mua được không? Hay là theo thầy thì cái đó giá bao nhiêu mới mua được? Thì người thầy mới nói rằng, theo thầy cái này giá 500 thôi. Thì các vị đệ tử mới nói rằng, ủa làm sao, nhưng mà 500 làm sao mua được? Họ chắc ăn giá 5.000 rồi mà. Thiền sư nói, sẽ có cách, mình có cách để mà mua được. Thì thiền sư mới cho khoảng chục người đệ tử, tu sĩ có, cư sĩ có, cứ ngày một người đi vô tiệm, người đầu tiên xuống hỏi giá 5.000, người đó trả 4.500. Ông này chắc ăn một câu không bán, thì người đầu đi về. Ngày sau người thứ hai xuống trả giá 4.000, cũng không bán, đi về. Và cứ xuống từ từ, cứ 4.000 tới 3.000, 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, xuống cuối cùng, người cuối cùng trả có 200 thôi. Thì ông này lúc đó ổng đang sốt ruột rồi, ổng nói chết, cứ tiếc rằng giá gì mà ngày đầu người ta trả 4.500 mình bán cho rồi, hoặc là cái người thứ hai trả 4.000 mình bán cho rồi, vì mình tiếc của mình tham, cho nên cuối cùng giờ nó còn có 200, bây giờ không biết làm sao. Ông này đang sốt ruột rồi, tức là ông chủ á, ông đang sốt ruột, ông nói bây giờ phải làm sao đây, mình vì tham mà cho nên bây giờ bị cái quả như vậy. Ông đang sốt ruột, ông nói rằng ngày mai nếu người nào tới giá nào cũng bán thề có còn hơn không, chứ không thôi cuối cùng là lỗ. Tại vì cái người 200 là thấp nhất mà họ đã đi rồi, biết chừng nào họ quay lại. Tại sao ngày nào cứ người trả nó cứ giá nó cứ xuống từ từ vậy nè, thì nó sẽ xuống nữa. Cho nên ông này sợ rồi, ông nói ngày mai người tới nói giá bao nhiêu ông cũng mua. Thì ngày mai thiền sư trở lại quý vị,
thiền sư chỉ hỏi một câu: ủa cái này giờ ông bán bao nhiêu? Thì ông nói là liền: dạ 500, thì ông lên thử coi đó. Ông thiền sư mua liền không cần trả nữa. Và ông nói rằng con bán cho cái tượng này và tặng cả luôn cái bệ để thờ nữa. Thì thiền sư nói không, tôi chỉ lấy đủ thôi, cái tượng mua đủ cái tượng là lấy cái tượng thôi, không lấy cái bệ. Tại vì cái cuộc đời cái gì nó cũng có cái tối đa của nó, cho mình đừng có đi quá, đừng tham quá, rồi cuối cùng nó không được gì. Thì ông này mới ngộ, mới hiểu được cái bài học. Thì đây là một cái phương pháp, cái cách của thiền sư để độ ông này, để chặn đứng lòng tham. Từ bài học hôm đó mà ông rút kinh nghiệm và ông không còn tham nữa. Thì bài học rất lớn đối với mình. Thưa quý vị, là con người mình cứ nghĩ rằng, nhất là những người mà họ chơi bài bạc này, tại vì cái tham đó, cứ đánh thắng được một, cứ nghĩ rằng hôm nay thắng một này, mai chơi chắc được thắng hai, chơi tiếp. Hoặc là nhiều khi họ mua những cái cổ phiếu, họ làm bất cứ cái gì, họ thấy nó sẽ lên nữa, rồi cuối cùng từ cái tham cuối cùng trắng tay không có gì hết. Cho nên đó là biểu hiện cái lòng tham của con người rất là nguy hiểm. Tham, thứ nhất là tham tài, rất nguy hiểm quý vị. Chúng ta nghĩ nó đơn giản, nhưng mà chúng ta phải để ý. Để ý thì chúng ta mới không bị nó làm chủ mình. Người mà tham tiền tài nhiều thì sẽ bị nô lệ cho đồng tiền. Nó sẽ xoay mình bất cứ lúc nào, nó sẽ xoay mình. Chúng ta coi nhẹ đồng tiền, chúng ta không phải là không cần tiền, nhưng mà nó đến với mình cũng chấp nhận, cũng lấy nó để làm phương tiện cuộc sống. Mà nó mất thì chúng ta vẫn tự tại. Thì như vậy là chúng ta làm chủ được mình. Chứ còn chúng ta cứ tham tiền thì đồng tiền nó sẽ sai sử mình. Thứ hai là danh vọng. Thưa quý vị, có những người tiền họ có, họ chỉ cần danh vọng, họ cần được lời khen. Khen càng nhiều cái ngã họ càng tăng, và từ cái ngã nó tăng lên, cho nên cuối cùng tạo biết bao nhiêu ngã mạng mà quý vị, tạo biết bao nhiêu cái khổ đau mà họ không biết. Danh vọng nó là tham về tinh thần, nó không phải là vật chất, nhưng mà rất là nguy hiểm. Có những người là cái tân bốc họ càng nhiều, cái vì họ thích tân bốc, họ thích ca ngợi, họ thích khen, chỉ cần chê là họ không chịu. Thì những người nịnh bợ mà quý vị, họ ráng khen để họ được đoạt lợi. Thì người này cứ thích khen như vậy, và cuối cùng khen riết cái ngã nó sanh ra. Mà cái ngã sanh ra rồi thì coi người khác không ra gì hết. Thì đâm ra mình vô tình mình tạo những cái điều tội lỗi khi nào mình không biết. Cho nên rất rất là nguy hiểm. Là tham danh thì sẽ bị danh nó xoay mình, nó làm chủ mình. Cái thứ ba là sắc. Cái đó là chắc hẳn rồi quý vị. Có những người hay đến hỏi chú Hiếu là: con có cái bệnh là chỉ thấy người nào đẹp thì tự nhiên con thích rồi. Con về con có mơ. Vậy con không biết làm sao để chặn nó. Thì chú Hiếu thì cũng chỉ họ lấy cách thôi, mình quán bất tịnh. Thân này bất tịnh đâu có gì đâu. Quán như vậy thì họ giảm được. Tại vì họ nói là họ không muốn như vậy, nhưng mà tự nhiên có cái bệnh như vậy đó. Cứ thấy mà người nào đẹp là thích rồi về mơ tưởng. Cho nên sắc, nó là cuộc đời này, cái nói sắc thì chúng ta biết rồi, bao nhiêu ông vua, bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết vì cái sắc đẹp, là bị cái sắc nó làm chủ. Tài sắc danh thực ăn uống, có nhiều người không tham mấy cái kia mà tham ăn thôi. Đó, như hồi nãy giờ kể quý vị đó, chỉ cần đi cho đồ ăn, ham cho nhiều vào rồi về là đổ, đó là tạo nghiệp rồi, tạo tội rồi. Rồi đi ăn, ta ăn chưa xong rồi lo tu go hết, thì cái đó cũng tham rồi, cũng tạo tội rồi. Mình nghĩ rằng cái này đâu có gì đâu. Về mình cho con mình mà, mình về cho chồng mình mà, về cho vợ mình mà. Nhưng mà đó là về cho người thân mình, nhưng mà người khác ta không có. Tại vì cái đang hiện hữu, cái những người ở đây nè, những cái món ăn đó là cho những người hôm đó. Rồi những người tham ăn cái món nào ngon, có cái bệnh là cái món nào ngon là ăn cho nhiều vào. Ăn rồi cuối cùng bị bội thực, rồi cũng chết vì thức ăn. Cái đó rất là nhiều. Ông bà mình nói rồi là gì, tham ăn thì lú, mà tham ngủ thì mê. Là giống nhau, tham ngủ cũng vậy quý vị. Tài sắc danh thực là ăn uống, là thứ năm là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là sao quý vị? Nhiều người ngủ ráng, thích làm gì làm ban ngày phải ngủ đủ 8 tiếng, ngủ được 7 tiếng. Thiếu giấc ngủ một chút là giống như là mất của vậy đó, chịu không được. Làm gì làm phải chạy về nhà ngủ giấc trưa, làm gì phải tối phải ngủ đúng giờ, chỉ cần trễ chút là tiếc nó, trời ơi, thiếu giấc ngủ rồi này kia. Thì cho nên mình phải, cái gì mình cũng phải cần. Con người mình cần tiền, cần sắc, cần danh, cần ăn uống, cần, chúng ta cũng cần, nhưng mà nếu cần vừa phải để đừng làm tổn hại cho người khác thì cái đó không gọi là tham. Mà mình tham quá mức để rồi hại mình và người thì cái đó mới là tham.
Thì thưa quý vị, thì hồi nãy giờ chia sẻ với quý vị những cái biểu hiện cái lòng tham nó như thế nào. Thì bây giờ để chia sẻ quý vị cái ý là có cái cách nào để mình ngăn chặn bớt những cái lòng tham của mình. Thì cái phương pháp thứ nhất mà trong nhà Phật có thể dạy chúng ta đó là gì? Tức là phải hiểu. Mình hiểu rồi thì càng tốt. Nếu con cái, những người thân gia đình mình, bạn bè, những người xung quanh mình chưa hiểu, phải nên giúp cho mọi người hiểu về cái giáo lý nhân quả. Khi mà quý vị biết giáo lý nhân quả thì mình sẽ bớt được lòng tham. Ví dụ quý vị nói muốn tham, muốn giết cái người đó để đoạt cái số tiền, muốn giết người đó để giành cái địa vị, muốn hại người đó để giành một cái chức vụ, một cái gì đó, thì mình nghĩ tới cái nhân quả tự động mình sẽ không dám làm. Cho nên khi mà chúng ta cố gắng làm gì làm phải hiểu, tìm hiểu, phải học hiểu, phải tin học hiểu và tin ứng dụng giáo lý nhân quả trong cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ chặn được cái lòng tham. Cái thứ hai đó là gì? Đó là chúng ta phải tập cái tính là biết đủ. Tại vì con người mình tham là vì do không biết đủ. Nhiều người, quý vị biết là bản thân chúng tôi có thấy có một số người, họ là một người giàu có. Họ nói rằng con hả, đổi gần 10 căn nhà rồi. Mua nhà này thấy nhà khác đẹp hơn, đổi nhà khác. Nhà khác đẹp hơn, đổi nhà khác. Nhưng mà cuối cùng con học giáo lý nhà Phật, con ngộ ra con thấy nó chỉ là phù du thôi. Cuối cùng cô đi mua một căn nhà bình thường để ở thôi quý vị. Chỉ có một mảnh vườn nhỏ ở bình thường, nó chỉ rằng chỉ cần có một cái giường để ngủ, chỉ cần có một bữa ăn đơn giản là đủ rồi. Tức là mình biết đủ thì tự động đừng có đi so sánh. Nếu quý vị đi so sánh với bạn bè, với người thân, với những người xung quanh, thì tự nhiên nó, cái lòng tham mình nó sẽ sai khiến mình đi lúc nào không hay. Cho nên là cái ý thứ hai đó là biết đủ rất là cần. Chúng ta nếu biết đủ thì mọi thứ chúng ta sẽ trở nên rất là an yên. Chúng ta sẽ không bị những cái tài sắc danh thực thùy nó lôi kéo mình. Cái thứ ba là gì quý vị? Tức là tập bố thí. Chúng ta tập từ cái nhỏ nhỏ, chúng ta không làm được cái lớn, chúng ta làm cái nhỏ. Nhiều người nói là chờ tôi giàu rồi tôi mới bố thí cúng dường, chờ tôi có đầy đủ sức khỏe rồi tôi mới đi giúp người, chờ tôi, nói chung phải có đủ thì chúng tôi mới làm, chúng ta mới làm. Thì thưa quý vị, không bao giờ đủ. Cho nên là chúng ta tập bố thí những cái việc nhỏ nhặt. Gặp những cái gì trước mắt đáng làm chúng ta giúp. Chúng ta có 10 đồng chúng ta bố thí bớt 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng tùy. Chúng ta có một chén cơm chúng ta chia sớt cho người đói nửa chén, hoặc là 1 phần tư chén, 1 phần 3, 1 phần tư gì cũng được, là tùy. Chúng ta tập từ từ thì cái lòng tham mình nó sẽ từ từ nó diệt đi hồi nào không hay. Còn nếu mình không biết bố thí, tức là đó là thể hiện cái sự tham rồi, mà từ cái tham nhỏ này nó dẫn mình đi cái tham lớn, và mình tạo ra tội lỗi lúc nào mình không hay biết. Cho nên cái thứ ba đó là mình tập bố thí. Quý vị thử tập đi. Chúng ta tập từ từ, từ cái nhỏ, ngay cả con cái quý vị, hãy dạy nó, con mình, cháu mình, anh em của mình, tập bố thí từ lúc còn nhỏ. Những cái việc gì trước mắt cần làm được, chúng ta cứ làm trong khả năng của mình. Chúng ta chia sớt một chút thôi. Ví dụ chúng ta đang đói vậy, chúng ta có một chén cơm mà, nhưng mà người kia cũng đói, thì mình có thể chia ra. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng tôi còn đói thì sao giúp. Thì như vậy biết bao giờ mình làm được. Cho nên mình tập bố thí từ cái gì nhỏ nhặt nhất là chúng ta có thể làm được. Và cái thứ tư, thưa quý vị, đó là gì? Là phá ngã. Con người mình tham là vì chấp cái đó. Ngã. Chấp người yêu, chấp chồng, chấp vợ, chấp nhà, chấp cửa, chấp xe, tài sản. Tất cả vì chấp là của mình. Cho nên mình muốn cho nó tốt, mình muốn cho nó hơn. Chấp, ngay cả chấp thân mình là của mình, cho nên mình phải hơn người, mình phải giàu hơn người, mình phải giỏi hơn người, mình phải có địa vị hơn người. Tất cả vì cái chấp đó mà mình tạo ra nhiều những cái khổ đau. Cho nên quý vị phải thực hành 4 cái phương pháp đó. Thứ nhất đó là, để nhắc lại quý vị, thứ nhất đó là hiểu giáo lý nhân quả. Thứ hai đó là biết đủ. Thứ ba đó là tập bố thí. Thứ tư đó là bớt chấp ngã đi. Bớt chấp ngã thì chúng ta sẽ chặn được. Thì với như bản thân Phương thì từ nhỏ tới giờ cũng đã nói là cũng có từng tham. Nhưng mà ví dụ ngay cả lớn như cuộc sống bây giờ, đôi lúc mình cũng có vậy, đúng không? Thì những cái điều mà cô chia sẻ thì con thấy nó rất là đúng trong cuộc sống.
Thì cũng giống như là cái vấn đề mà mình phải biết đó là cái luật nhân quả. Thì con cái này là con chứng kiến được, tại vì giống như là chia sẻ của giống như là hồi xưa đi, mẹ con ở Việt Nam thì cũng buôn bán, thì giống như là buôn bán thì đôi khi mình cũng muốn là mình lời hơn một tí xíu, thì thay vì 1 ký thì mình cân chín lạng. Đại khái là cái kiểu là khi nào mình cũng muốn bớt là một tí để mình lời thêm một tí. Nhưng mà rồi đến một ngày thì mẹ con mới nói, chính vì những cái tham của mình nó gây ra cái quả là mình phải gánh, là mình phải chịu bệnh tật này, mình chịu cái này, mình chịu cái nọ, đó là cái luật nhân quả. Thì từ đó về sau mẹ con mới mới nói là cái gì làm gì, nhân quả nhãn tiền, thì mình phải biết mình ở đâu và mình làm gì, mà biết thế nào là đủ. Chứ mình có tham hơn một tí xíu, mình lời hơn một tí xíu thì mình chỉ ăn trong lúc đó thôi, nhưng mà cái quả mình phải nhận nó rất là dài, mà nó kéo tới cho những cái người thân bên cạnh mình nữa. Dạ. Thì con thấy những cái cách mà cô nói mà để chia sẻ về cách mà ngăn chặn lòng tham, thì con nói nó rất là đúng trong cái cuộc sống hiện tại của mình. Thì mong rằng là tất cả quý vị chúng ta khi mình nghe những cái điều này, cái này là những cái lời chia sẻ của giáo lý nhà Phật thôi quý vị, chứ Hiếu chỉ là người chia sẻ lại cho quý vị thôi. Thì mong rằng ai cũng có những cái lòng tham, nó tham tế hoặc tham thô, ai cũng đều có ít nhiều. Nhưng mà cái tham mong làm sao đừng để tổn hại cho người và vật xung quanh. Mình tham để mình thành công. Có những người nói con tham tu có được không? Thưa Đúng. quý vị, được. Cái đó mình tham tu là gì? Để cuối cùng mình trở thành, mình tu nhiều nữa, nhưng mà đừng cái gì, nhưng mà đừng quá, giống như tham tu mà quá cuối cùng đó tổn hại sức khỏe. Nhưng mà tham tu tức là mình cố gắng tinh tấn, mình tu tập để gì, để mình được an lạc, để mình giúp đời giúp người thì cái đó được. Còn cái tham mà để đoạt lợi, đoạt những cái quyền lợi về cho mình thì cái đó mới là tham lam. Cho còn cái tham tham giống như tham thiền này, đó là để tham vấn học hỏi thiền, hoặc là chúng ta tham học chứ cố cố gắng học để gì, để mai sau trở thành một người tốt, đừng làm tổn hại. Thì cho nên cái tham mà đừng cái gì, đừng có quá quá sức của mình, mà vừa cái sức của mình. Khi mình thấy mình có khởi những cái tham nó quá sức thì quý vị cố gắng ứng dụng bốn cái phương pháp hồi nãy chia sẻ quý vị đó, mình chặn đứng lại, mình biết mình tham danh thì mình tập cái tính phá ngã, mình biết mình tham tiền thì mình tập cái tính biết đủ, mình biết mình tham ăn ngủ nghỉ gì đó thì mình tập cái tính mình biết cái nhân quả. À, ăn nhiều thì ngu mà ngủ nhiều thì lú đó, mình nhớ tới cái luật nhân quả thì để mình bớt những cái lòng tham đó. Thì chúng ta, hoặc là chúng ta biết mình hơi keo kiệt ích kỷ thì mình nghĩ rằng mình sẽ bị nghèo khổ, cho nên phải ráng tập bố thí. Cho nên quý vị biết tham, người ta tới xin mình không cho, tức là mình keo kiệt ích kỷ thì đó là tham rồi, thì mình phải nghĩ rằng mình phải nên tập bố thí để mới được gieo cái nhân giàu có sau này. Thì chúng ta chỉ cần biết thức tỉnh, mỗi con người chúng ta trong cuộc sống này tài sắc danh thực thùy nó lôi kéo mình rất là nhiều, mà quan trọng mình biết dừng ở điểm nào để nó không đi quá đà, để không làm tổn hại. Thì quý vị cố gắng ứng dụng những cái lời Phật dạy trong cuộc sống thì chắc chắn rằng quý vị và gia đình cũng như xã hội sẽ được rất bình yên. Thì cái quan trọng là đối với giống như là đối với các bậc phụ huynh đi, thì để mà dạy cho con cái biết về cái lòng tham là tác hại và cách ngăn chặn, đó cũng là mình nên giáo dục từ trong gia đình, đúng không thưa cô? Dạ đúng. Nói chung là con cũng thấy giống như là nhận thấy được cái cách giáo dục của bên Mỹ này. Con thấy mấy đứa nít nhỏ mình cho cái gì hoặc là cái gì không phải của nó, không bao giờ nó dám nhận. Đó là một cái cách giáo dục rất là tốt. Thì cũng mong rằng thì tất cả các bậc phụ huynh và bản bản thân chúng ta đi chăng nữa, dù chúng ta có lớn rồi, nhưng mà nếu mà trong lòng chúng ta có khởi lên một chút lòng tham nào đó, chúng ta phải biết cách ngăn chặn, chúng ta phải biết kiềm chế, chúng ta phải biết là ồ cái đó không phải là của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ là không sao đâu, không ai biết đâu, nhưng mà con nghĩ là cái gì cũng trời biết, đất biết, bản thân mình biết. Dạ con rất là cảm ơn cô đã chia sẻ một cái bài pháp thoại ngắn rất là hữu ích cho cuộc sống hiện tại của chúng con về tác hại và cách ngăn chặn cái lòng tham. Thì bản thân mỗi người thì ai cũng sẽ có lòng tham, lòng mình không tham ít hay tham nhiều thì bản thân ai cũng sẽ có, nhưng mà quan trọng mình biết, mình phải biết ngăn chặn, mình phải làm như thế nào để cái lòng tham nó không phải phát triển. Nhưng mà để nó đã phát triển lên rồi thì mình cũng phải biết là
mình sẽ nhận được cái hậu quả không tốt từ những cái lòng tham của mình. Dạ, con cảm ơn cô đã dành thời gian đến đây và chia sẻ cho chúng con bài pháp thoại rất là ý nghĩa. Và kính chúc cô thật nhiều sức khỏe và luôn an lạc trong từng phút giây. Dạ, hay là Phật. Và Thanh Phương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Và hãy luôn đón nhận những chương trình từ ấn pháp âm của quý thầy cũng như quý cô đã dành thời gian đến đây và chia sẻ cho chúng ta. Xin kính chào và hẹn gặp lại.